Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Sensei Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mà liên quan về bể thí sinh nha. Đây là bể thí sinh của mình được hơn 1 tháng tuổi rồi nha mọi người ha. Cũng chắc 1 tháng rưỡi rồi đó. Thì bây giờ mình đang cho tép của mình ăn chuối nè, chuối luộc. Đó. Mình chia ra làm 2 phần để cái gì một bên là tép nó bù, còn một bên là cho con cá lô kiến nó ăn. Thì hôm nay video có gì đó chính là mình mới săn được một thứ thuốc thật là thú vị cho bể của mình sẽ cho mọi người xem nha. Cái thứ thú vị đó đây nha mọi người. Hôm nay là mình vô tình lướt trên Facebook và mình thấy có một bạn đăng về con này và mình thấy rất là ưng ý. Đây. Đây chính là cua nhện thủy sinh nha mọi người. Mấy con cua này nó bé bé tí vậy thôi đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành là ngâm mấy con cua này vào trong bể á để cho nó quen với nhiệt độ rồi sau đó là mình mới lấy ra ha. Rồi lát nữa mình sẽ bắt ra một con để lên trên tay cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là ngâm cái bịch này vào trong bể để cho nó quen với lại nhiệt độ của môi trường trong bể á. Chứ mất công là thẳng thảy trực tiếp vô á thì nó sẽ bị sốc nhiệt. Mất công rồi lại lên bảng đếm số. Thì mình sẽ không có để thẳng vào trong hồ này đâu, tại hồ này bé mà. Mình sẽ bỏ vào trong cái hồ này nè. Đó, lúc nào mình mua cá mua tép về á, là mình cũng ngâm ở bên hồ này không à. Tại nhiệt độ của hồ này á, nó cũng bằng với lại cái hồ này cũng xài dùng chung một cái quạt như nhau hết á. Đó, cũng xài dùng chung một cái quạt như nhau cả. Cho nên là nhiệt độ của hai bể nó như nhau cả. Không sao hết. Đó, mình cứ ngâm như vậy. Cho nó quen nhiệt độ rồi lát nữa mình sẽ khui bọc ra, mình sẽ cho mọi người xem trực tiếp cái con cua cua thủy sinh, cua nhện thủy sinh nó như thế nào ha. Sau khi mà mình ngâm mấy em cua này nè trong cái bể đá từ 15 đến 20 phút á thì bây giờ mình lấy ra nha. Đây, mấy em cua nhện nè. Nó nhỏ nhỏ vậy đó. Bây giờ là mình sẽ tiến hành là in bóc cái bịch này ra nha. Mình sẽ đổ thẳng trực tiếp vào trong cái ca nhựa xanh này. Rồi sau đó mình sẽ bắt một em ra để lên trên tay cho mọi người coi. Đây, mình đã có bỏ ra hết cho trong cái ca nhựa xanh rồi nè. Giờ bằng nhận xét đầu tiên á thì mình thấy nó giống như là những cái con cua mà nhỏ mới nở á. Đó. Nhưng mà người bán nói với mình á thì size này là cũng gọi là size size trưởng thành rồi đó, mọi người. Nhưng mà giờ mới bằng mắt á thì nó giống như là những con cua mới nở á. Và cái con cua nhện này nè thì theo mình thấy á nó cái chân á nó dài hơn so với lại cua bình thường nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt một bé để lên trên tay á cho mọi người xem nha. Ok, đây là con cua nhện nha mọi người. Con này là con bự nhất trong tất cả những con mà mình bỏ ra trong cái xô á. Wow, nó bò cũng nhanh phết. Ồ, bé này là cua cái nè, cái yếm của nó nè mọi người xem nè, đây là cua cái nha. Chà, nó tự bật lên cái một luôn á. Thì cua này á mình có tìm hiểu nó môi trường sống của nó thích hợp là ở nước lợ nha mọi người và rất khó để cho nuôi theo kiểu sinh sản á ở trong môi trường bể thủy sinh á. Lúc đầu á thì mình tính mua có cỡ 4 5 con gì đó để vào trong hồ của mình á thì mọi người biết cái hồ của mình nó cũng bé mà. Đó thì để vào sợ nó nhiều quá đó,
mình không kiểm soát được quân số, nhưng mà khi mà cầm trên tay thực tế như thế này nè, đó thì thấy là nó bé tí à, đó nó bé còn thua cả một cái con tép trưởng thành luôn nha mọi người. Nó cứ tự bật ngửa không ha, rồi sau đó tự lật lại, vui ghê chứ. Nè mọi người xem nè, cái chân của nó như con nhện nè, thấy chưa? Wow, mình mong sao á là mấy đứa này nó sống hòa hợp với đám tép với cá bên trong bể, chứ đừng có phá banh chành. Với lại cái mấy cái dòng mà bò vậy nè, mình cũng sợ là nó cũng đi theo cái đường ống khí oxy á, bò ra khỏi bể lắm nè. Nhưng mà cầu sao là đừng. Và cái dòng này nè thì mình tìm hiểu trên mạng thôi, là nó khá là nhút nhát đó. Nó sống ở những nơi mà không có nhiều ánh sáng, thì nếu mà mình thả vô trong bể á, là lập tức nó sẽ chui vào dưới, chắc chắn luôn, chui vào trong cái chỗ gốm sứ á, hoặc là chui vào dưới cái bụi rêu á để núp. Rồi sau đó là khi mà quen bể rồi đó thì mấy con này nó mới đi tản ra khắp bể rồi đi kiếm ăn nha. Và cái dòng này á, thì mình thấy mọi người á, chơi á, là nói nó khá là hiền và thân thiện với lại tép và cá cảnh. Ok, mong mong là vậy nha, chứ mà tụi này mà dữ quá là mình sẽ hốt tụi nó ra liền luôn á. Mọi người xem nè, đó khi mà cái bên shop đó bán á, là sẽ cho mình một cái tấm như thế này nè, nguyên mấy em cua á, là bám lên trên cái tấm này hết nè. Và mình đếm nãy giờ á, là có tới tổng là 16 con lận. Mà trong khi đó á, là mình chuyển khoản qua bên cho shop á, là chỉ có mua có 5 mua có 6 con thôi. Mua có 6 con thôi mà shop tặng cho mình thêm bonus thêm 10 con nữa, thành 16 con như thế này luôn. Wow, cái này là thật sự là mình không có bi ai cho shop nha. Nhưng mà nếu mà mọi người cảm thấy thích thú với lại con cua nhện thủy sinh này nè, mình sẽ để cái thông tin liên hệ ở phần mô tả, nội dung mô tả, thì mọi người có thể liên hệ và mua nha. Thì mức giá cho một em cua nhện thủy sinh này cũng khá là chát đó, là 15.000 cho một con đó, giá khá là chua ha, 15.000 cho một con. Và mua combo 10 con á, thì giá chỉ còn là 12.000 một con thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành á, là vớt mấy em cua này nè vô trong bể tép luôn nha. Ok, mình sẽ tiến hành là bỏ vào trong cái bể này nha. Thì bể của mình á, mới có trang trí thêm cây ấu thái á, tại mình thấy nó đẹp, nhưng mà mình có cảm giác cây ấu thái này chắc sẽ không sống thọ với cái bể của mình được rồi. Nè mọi người xem nè, khi mà mới mua về á, là cái tán lá của nó đó nó xõa ra nhiều lắm, còn bây giờ á, là tự nhiên nó chậm lại, nó có teo lại thành vậy nè. Đó, bèo thì vẫn ok, nhưng mà có mỗi cái áo thái này á, là mình nghĩ chắc nó không có sống thọ rồi. Với lại mình không biết sao á, cái đợt test này của mình á, cũng hơi gọi là hiếu chiến á, bèo á, mà mọi người xem nè, nó ăn nó rỉ hết luôn á, rỉ còn có mỗi cái gốc của cái bèo luôn á, ghê thật chứ. Ok, và mấy con cá lâu kiến rồi cá neon này nọ vẫn sống hòa đồng với tụi tép nha. Ồ, và mình cũng có bổ sung thêm mớ tép Rili á, cho nó đẹp bể thôi đó. Tép Rili là cái thân của nó sẽ màu trắng nè, cái đầu màu đỏ nè. Đây 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 là tép Rili á mọi người đó, thì cái đầu của nó sẽ cái đầu với cái đuôi nó sẽ màu đỏ, còn cái thân của nó sẽ màu trắng như thế. Thì cái dòng tép Rili này á, là nó gần với cái dòng mà tép ong tép lạnh nhất á, nghĩa là gần giống về cái ngoại hình á, chứ mà còn về cái điều kiện sống này nọ thì nó dễ nuôi hơn.
đó, dễ nuôi hơn so với lại là tép tép lạnh nha. Đó, và nuôi nó cũng y chang như tép màu thôi. À, mình có cho mấy đứa nó ăn chuối nè, chuối luộc, một mẩu chuối nhỏ luộc lên rồi xong bỏ vô. Nói chung á, ăn mà thuần rau củ á là khỏi lo mà bị sáng. Còn nếu mà cho ăn những cái thức ăn á, mà chuyên về đạm này nọ thì cũng rất dễ xảy ra sáng nha. Thì nếu mà mọi người cho ăn những cái thức ăn chuyên về đạm á, đó thì nên ăn cỡ 1 đến 2 tiếng rồi ra kiểm tra. Nếu mà thấy cái thức ăn nó vẫn còn á thì vớt ra bỏ luôn nha. Đó, chứ không có để nguyên như vậy. Tại thường mà để như vậy á, là cái mùi thức ăn á, mùi cái máy sáng á, nó rất dễ lên á. Đây là cái hũ thức ăn mà thức ăn về đạm á, cho tép nè. Đó, mình cũng ít khi nào cho ăn cái này lắm, cỡ 1 tuần cho ăn một lần thôi à, 2 tuần một lần luôn cũng được, hoặc ít nhất 3 tuần cũng được. Tại ăn mấy rau củ này nọ nó cũng có giúp bổ sung thêm vitamin này nọ cho đám tép, với lại cũng lên màu, cũng có đẹp, cũng đẹp nha mọi người ha. Nhưng mà lâu lâu cũng bổ sung thêm để cho nó có chất. À, như cái này nè, dầu protein, khoáng chất giúp tép mau lên màu tốt. Thì trong những cái thức ăn này nè, nó sẽ có luôn cả cái men tiêu hóa, nó kích thích cho tép ăn nhiều và tăng trưởng tốt luôn. Thì trong đây á, là gồm sẽ có nè rong biển, lá dâu, rồi đạm động vật, khoáng chất và men tiêu hóa luôn nha. Hạn sử dụng là 6 tháng sau khi mở nắp, nghĩa là sau khi mở nắp này ra rồi chúng ta sẽ có một cái lớp màng. Khi bóc cái lớp màng đó ra thì phải sử dụng trong vòng 6 tháng, và 6 tháng thì thôi nên bỏ nha, không có đáy. Thì một hũ này có giá hình như là 20 ngàn thì phải, 20 đến 30 ngàn gì đó, mình mua không nhớ. Đó, mình sẽ khui ra cho mọi người xem nè. Đó, mình bóc cái lớp màng này ra thì cứ bóc ra là tính 6 tháng nha mọi người ha. Đó, mình sẽ lấy ra một mẫu. Cái cục thức ăn này nó hơi cũng hơi bị dày á. Đó, mình mua cái hũ thức ăn này thì ở bên Neri Aquarium, thì họ bán hộp thức ăn như thế này. Còn ở bên Tép Màu quận 3, Tép Màu quận 3 thì họ sẽ bán cái hũ đồ ăn như thế này. Đây, đây là cái hũ đồ ăn của bên Tép Màu quận 3. Hũ này là mình chơi cũng từ đợt tép trước cho tới giờ cũng lâu lắm rồi nè. Nhờ mà bỏ cái thức ăn này vô á, cho tép á, thì tụi nó không có lại ăn nữa, tại mất cái mùi rồi, vì kiểu như quá hạn sử dụng á. Đó, cho nên là bây giờ mà mình muốn cho ăn cái thức ăn này nè, mình phải đặt một cái hũ mới. À, đây là logo của Tép Màu quận 3 nè mọi người. Anh chủ shop này cũng rất là nhiệt tình để tư vấn cho mọi người build bể như sao này nọ. Ok nha. Thôi, chúng ta quay lại với chủ đề chính của ngày hôm nay. Đây, mấy em cua nhện. Bây giờ là mình sẽ gấp cái lưới này nè, mình gấp luôn nguyên cái lưới này, mình thảy vô trong cái bể luôn nha. Đối với cá với tép á, thì sẽ để nguyên cái nước này rồi để trong bịch, rồi sau đó là thả từ từ vô trong hồ. Nhưng mà đối với cua này nè, mình tại thường dòng cua nó cái sức sống nó cao lắm, nó không có như yếu yếu như kiểu cá đâu, nên mình nghĩ chắc không sao, để mình thử quăng vô trong bể luôn coi xem sao. Ok, vô. Chu. Đó, bây giờ làm sao cho mấy bé này tự rớt xuống ta? Rớt xuống nào,
Rớt xuống, rớt xuống, rớt xuống, rớt xuống, rớt xuống. Ok, mình đã thả xong cái mớ cua nhện vào trong bể rồi nha. Thì mình coi review ở trên mạng thì thấy hành động của nó cũng y chang như những gì mình đọc á. Đó chính là khi rớt xuống tụi nó sẽ tự bám với nhau như thế này nè. Đó. Rồi khi nào mà cảm thấy an toàn á thì mấy con cua này nó mới bắt đầu là nó rã ra. Có em này nè là mới thả vô nè, mà mình thấy em nó tị ngã ngửa để theo dõi rồi coi là có lên bảng đếm số hay không nha. Ồ, mới nói xong wow, tự bật dậy luôn, kiểu như giải chết á. Thì mấy em cua này có trong bể á, nó cũng giúp gọi là xử lý cái thức ăn thừa ở trong bể nha. Và mình thấy nghĩa là tìm hiểu á, thì mấy con này nó cũng không có gọi là cắn phá mấy cây thủy sinh tầm bậy tầm bạ đâu. Đó, rồi sống ôn hòa, hiền lành với lại tép với cá. Thì bây giờ mình mới thả vô rồi đó. Bây giờ chúng ta theo dõi thôi. Rồi, mọi người xem kìa. Em cua nhện á núp. Mà công nhận cái dòng cua này, cái chân á, cái bộ chân của nó đúng y chang như con nhện thật. Ở ngoài tự nhiên á thì tụi nó không có kiểu như là động vật săn mồi đâu, mà giống như là những động vật mà tầng thấp á, xử lý rồi ăn mấy cái bã bùn rồi thức ăn thừa, xác chết động vật này nọ ở dưới tầng đáy á. Nói chung là nó cũng giống giống mấy con tép đó. Thấy mình nói đúng không? Tụi nó giờ nè chui vào trong cái gốm sứ nè, với lại một mớ là chui hết vào trong dưới bụi rêu hết luôn. Nói chứ mình mà tắt đèn á thì tụi này mới ra hoạt động được. Tại dòng này là dòng mà kỵ đèn, mà kỵ ánh sáng. Ok, bây giờ mình theo dõi thôi. Mong sao là sống hòa bình yên ổn. Đã hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ ha, sau khi thả cua nhện thủy sinh vào thì như mọi người có thể thấy là nó núp hết trơn rồi. Thì như hồi nãy mình có chia sẻ, dòng này là dòng sống ưa tối đó, với ánh sáng yếu. Chứ ánh sáng kiểu như thế này á, thì nó núp là phải rồi. Phải cho nó gọi là một cái thời gian á, nó quen cái bể đi thì nó mới đi lòng vòng khóc khắp cái bể thủy sinh của mọi người được. Thì ở đây nè, có một em đang đứt ngay cái gốm sứ nè, đó lòi lòi ra 2 cái chân nè đó, mọi người thấy không? Đó, mình cũng có vớt cái chuối ra rồi nha mọi người. Thì mình hay cho ăn là chuối luộc nè, cà chua luộc nè, dưa leo luộc đó. Thì mấy mấy món đó đó là ăn là tế bào khỏe luôn, mà cũng không sợ bị sáng gì cả. Nhưng mà mọi người nên nhớ nha, lưu ý thôi. Thì đối với cái bể tép nhỏ như mình á, thì mình cho ăn cũng cỡ 2 đến 3 tiếng á, thì mình sau đó là mình sẽ vớt mấy cái gân ra. Giống như là ăn cà chua á, khi mà mọi người mà để ý á, cho tép ăn cà chua xong á thì nó sẽ còn lại cái giống như mấy cái sợi gân của cà chua á. Đó, hoặc là chuối cũng như vậy nha. Ăn xong á nó sẽ chừa lại mấy cái sợi gân trắng trắng á, và mấy cái đó là tép nó cũng không có ăn được, nó sẽ bỏ ra.
thì mình sẽ vớt mấy cái mà cái sơ đó dục ra ngoài đó, thì 2 đến 3 tiếng thì mình vớt ra đó. Mấy cá neon nè giờ nó quen bể rồi, nó quậy vô. Đây có một em cua nhện núp ở bên phía bên đây của rêu nè đó, mọi người xem nè, xem cận cảnh em nó nè. Ở ngay phía chân với lại trên cành của nó đó thì mình sẽ thấy có rất là nhiều sợi lông nha, y chang như là lông nhện á. Hình như toàn bộ người của con cua này á, nó đều phủ lông như thế. Có em này thì đang ở ngay cái bụi rêu này, còn mấy con còn lại là núp ở dưới bụi rêu hết rồi, hoặc là ở bên trong cái gốm sứ hết rồi. Và sẵn mình chia sẻ cho mọi người luôn một cái món đồ chơi mới trong cái bể này của mình đó, để giải quyết cái tình trạng mà gọi là bị bay hơi á, do cái quậy tản nhiệt nè làm cho bay hơi mực nước, thì mình có sắm đây. Đây chính là cái đồ chơi mới của mình đó, dụng cụ mà hỗ trợ bù nước cho bể nha. Thì ở đây mọi người có thấy nè, mình có đánh cái vạch đỏ này nè, là cái vạch mức nước của mình, và nó sẽ báo hiệu cho mình đó, nếu mà mực nước tụt xuống á, là mình biết là bể nó bị hao nước nha. Nhưng mà từ khi mà mình sử dụng cái món đồ chơi này nè, là nó lúc nào nó cũng ở mức này luôn và nó không bị tụt nước, rất là tốt. Thì cái món đồ chơi này nguyên lý hoạt động ra sao thì mình sẽ tiện cho mọi người xem luôn đó, nhấc lên đây nha mọi người. Khi mà mình mua á, là chỉ có bán họ bán cái nắp này cho mình thôi, và kèm theo một cái ống ống hơi vậy nè đó. Rồi sau đó mình sẽ cắt ra là một cái đầu ngắn và một cái đầu dài đó. Thì nguyên lý hoạt động của nó dễ lắm, mình cứ bơm đầy nước vậy, rồi sau đó là gắn cái ấp nắp này vô, rồi sau đó úp ngược vào trong cái thành bể. Và nếu như cái mực nước á, mực nước trong hồ của mọi người á, nó nghĩa là nó tụt xuống qua cái ống ống hút mà ống hút ngắn ngắn này nè, thì lập tức á là cái ống nước mà ống dài này nè, nó sẽ bơm cái nước ở từ trong chai bơm vô, cho tới khi nào cái mặt nước của cái hồ á là nó lấp đầy cái lỗ này nè, thì nó sẽ không bơm nữa đó, và nó sẽ giúp duy trì cho bể của mọi người ấy tránh tình trạng là bị bay hơi hụt nước đó. Thì khi mà mình phát hiện ra cái này thì nó khá là hay nha, vì mình trước đó là mình chăm chăm thẳng trực tiếp á, chăm thẳng trực tiếp nước vào trong bể luôn đó. Thì với cái mà cách làm như vậy á, và bể của mình là bể nhỏ, thì nó đánh động cái nền lên, nó sẽ bị bay phân với bay bụi này nọ ở dưới lên á đó. Đó và dòm và nó rất là mất thẩm mỹ, mất vệ sinh. Ok, và hôm nay đã là một ngày sau khi mà mình thả mấy con cua nhện vào, thì như mọi người thấy đó, không có con cua nhện nào bò cả ra cả, tụi nó hoàn toàn là núp dưới bụi rêu hết luôn, hoặc là núp sâu mấy cái mà trong mấy cái khe gốm sứ này nè đó, và không có hề bò ra gì hết. Hay không biết là tình trạng này nó sẽ như thế này luôn hay sao, mình cũng không có rõ, nhưng mà thấy trước mắt là tụi này tập tính là nó ưa tối thật luôn. Có một cái con này nè là thả từ hồi qua cho tới giờ nó vẫn ở yên cái vị trí này đó, chứ nó không có di chuyển đi đâu cả. Và mọi người đừng nghĩ là nó đã chết nha, nó còn sống hoàn toàn luôn á. Để mình chiếu vào cho mọi người xem, con này nó cứ ở yên cái vị trí này và đó, nó vẫn còn sống kìa. Mọi người thấy cái miệng của nó nhúc nhích không? Và mình xem á, có tìm hiểu trên mạng thì thấy là cái dòng cua nhện này nè là nó ưa ưa lãnh thổ á, nghĩa là
khi mà nó đã chọn cái một cái vị trí nào rồi thì nó sẽ ở yên cái vị trí đó đó, giống như là đánh dấu chủ quyền ấy, lãnh thổ ấy. Thì mình nghĩ con này ấy, chắc lãnh thổ của nó sẽ là cái khúc này luôn. Nhưng mà mình cũng muốn xem tụi nó đó đi ra rồi kiếm ăn như thế nào, chứ cứ rú rú vậy cũng không hay. Thì hôm nay á, mình cho đám tép nhà mình nè ăn rau lang nè đó, bu vào nườm nượp luôn. Ok, và đã là ngày thứ hai từ sau khi mình bỏ cu nhện vào nha mọi người. Thì cái lá rau lang nè, tụi tép không biết cua nó có ăn chung không thì mình không biết nha, nhưng mà tụi tép đánh nè đó, và bây giờ nó chỉ còn lại gân ha, còn thịt là tụi nó rỉa gần hết luôn rồi nè. Mình cứ để vậy luôn nha cho tới qua ngày mai luôn, tại mình thấy cái lá lan này nè nó vệ sinh hơn so với lại lá dâu tầm á. Lá dâu tầm mà ăn á, mà ai mà để ý á, thì nó để ra bã ra nhiều lắm. Đối với cái hồ mà bé như mình á, thì như thế nó rất là phiền cho việc dọn dẹp, nhưng mà thấy lá lan nè đó, thấy nó không có ra bã này nọ nè, thấy ok nè, chắc mình sẽ chuyển cho tụi tép ăn thường xuyên lá lan. Và hôm nay nè đó, tụi tụi cua nè nó bắt đầu nó quen hồ nè, mọi người thấy chưa đó, nó bắt đầu bò ra đây nè, cua nhện nè, quá đã luôn. Giờ như vậy á, thì mình mới có thể ngắm được tụi nó chứ đúng không, chứ mà cứ núp rú rú sao mà mình ngắm được. Thì với một con mà đã ra vậy thì sau này á, là thế nào mấy con khác nó cũng sẽ quen hồn mà ra thôi. Là hình như con này nó đang muốn đi vào bên trong cái chén thức ăn. Đúng luôn, đi vào chén thức ăn luôn. Wow. Và chắc mình sẽ kết thúc clip luôn nha mọi người ha. Thì về cơ bản á, thì cô nhện này nuôi ok trong một bể thủy sinh mà như thế này. Nhưng mà đối với những bể thủy sinh á, mà lớn á, là lớn á, đó thì mình không biết là thả cua nhện này như thế nào để cho có thể thấy luôn á. Một là chúng ta đi mua với số lượng lớn, mình nghĩ chắc cũng phải 50 với cỡ 50-100 con luôn á, bỏ vô trong một cái bể thủy sinh lớn á thì mới có thể thấy đám này. Với lại là trong cái bể thủy sinh đó thì cũng nên làm ít mấy cái gọi là nơi trú ngụ á, tại bởi vì cái đám này nè, tập tính của nó đó là nó thích núp ở những cái chỗ mà tối này nọ. Bởi vậy nếu mà nhiều chỗ ẩn nấp quá là tụi này đi núp hết luôn và chúng ta sẽ không thấy đó. Cũng may là cái bể của mình nè là cũng là bể nhỏ cho nên là mới có thể mà thấy được cái đám này. Và con này là nó đã quen hồ rồi nè, còn mình mới phát hiện ra thêm con bò ra nữa nè mọi người. Đó đó, nó thấy máy quay quay tới nó ngại rồi nó chui vô lại. Trời ơi kỳ ghê, anh quay em có chút xíu mà cũng ngại nữa. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.